tìm cặp bằng nhau. Giá trị lớn nhất của cái này. Rồi. Trừ x bình. Tôi cho đây với trừ 4xy. Rồi cho đây với trừ 4y bình. Như vậy còn sót một cái trừ y bình ha. Cho đây với 6y. Cho đây với trừ 9 thì phải cộng cho 1681. Ba cái đầu tiên tôi gộp lại sẽ thành trừ x cộng 2y. Tôi cỡ bình thông tin game cứ phá ra đi. Đây nó là như thế này. Cho nó vào ngoặc. Nhớ đổi dấu bên trong bởi vì mình trước là dấu trừ ha. Chụp đầu, chụp đuôi dàn ở giữa. Cho vào ngoặc. Nhớ đổi dấu bên trong. Cộng. Đền trừ. Y trừ 3 từ cỡ bình. Cộng cho 1681. Như vậy cái này nó sẽ nhỏ hơn bằng là 1681. Cái này bình phương lớn bằng 0 mà gắn dấu trừ thì nhỏ bằng 0. Cái này cũng nhỏ bằng 0. Cao lắm bằng 0 mà cộng với cái 1681 thì giá trị lớn nhất là 1681. Và tới số 1. À 1681 nó bằng cái này luôn đấy. Chọn luôn cái nháp chi nữa. Này x sẽ bằng 24 ha. 24. Có chỗ nào bằng 24 không? 48 à. 48 chia 4 12. Vậy nó bằng này 12 luôn. Giá trị lớn nhất là sẽ bằng 2016 mới làm hoài. 2016 thì giống với bên này. Bên này sẽ thành là x cộng 5 tất cả bình. Cộng cho 2016. Rồi cái này. Cái này ở cái clip kia. Cái nick trước thì có giải rồi. Cái này sẽ bằng 1. Cái này nít trước thầy cũng giải luôn rồi. Em trở lại nít trước em coi ha. Hai thôi, thằng lẫn thức này quá quen rồi. Thay vô thôi. 16 trừ 25 bằng 29. Đường trung bình hình thang 48. Vậy tổng của hai đáy sẽ bằng 96. Tổng hai đáy bằng 96 nha. Gấp đôi đường trung bình mà. Đây bé cộng đây lớn 96. Mà tỷ số giữa hai đáy là 6 phần 10. Tức là bằng 3 phần 5 đó. Tỷ số hai đáy là 3 phần 5. Vậy đây bé 3 phần, đây lớn 5 phần. Tổng hai đáy là 8 phần. Lấy 96 chia 8. Vậy mỗi phần là 12.
Thì độ dài hai đáy là lấy 12 nhân 3 rồi lấy 12 nhân 5 thôi là 36 với lại 60 đây. Cái ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng, tua lại đỡ mất công nháp, tua lại nhẩm nhẩm lời thầy giảng là hiểu. Hình thang cân có đường trung bình là 3 thì tổng hai đáy sẽ là 6, vậy còn lại hai cạnh bên là 2. Hai cạnh bên bằng nhau vậy mỗi cạnh bên sẽ bằng 1. Rồi. Bài này cũng dễ thôi. Các em đừng có thay số làm lụi nha. Thay số làm lụi là nó cũng ra nhưng mà nó làm cho các em ngu luôn đó. Nếu làm đúng kỹ thuật ấy, thì gọi là đường chánh đạo. Còn thay số làm lụi là tà đạo ha. Rồi, 3. Ở trong thì đổi thành x cộng y tất cả bình trừ 2xy. Rồi x mũ 3 cộng y mũ 3 là thay đổi thành x cộng y nhân bình phương thiếu của hiệu. Mà như mình đang làm rối vấn đề ra rồi. À, x cộng y này thầy thay bằng bằng 2 đi. Đúng không? Rồi x cộng y này thầy thay bằng 2 luôn. Biến đổi tiếp. Cho nó sẽ thành 3 nè. Nhân 4 trừ 2xy trừ cho 2 nhân cho x bình cộng y bình thì thay lại giao hoán cái trừ xy này ra cuối. Đó. Rồi thêm cộng 2xy vô ở giữa. Vậy là phải trừ 3xy để bằng như cũ nè. Như vậy nguyên cái đám này nó sẽ thành x x cộng y tất cả bình. Trừ 3 đi. Cộng 1 đằng đuôi chờ. Không. Rồi x cộng y này lại thành 2. 2 bình, 2 bình lại thành 4. Rồi giờ kem nhân ra thôi. Hơi lòng nhắn á. 3 nhân 4 là 12, thôi lỡ rồi. Trừ 6 giây. Trừ 8 rồi. Cộng 6 đây. Cộng cho 1. 6 đây với trừ 6 đây nó triệt tiêu nhau chết. 12 trừ 8 cùng 4 cộng 1 là được 5 đấy. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở những vòng thi tiếp theo. Kỳ này theo yêu cầu của các bạn thầy sẽ giải nhiều nít hơn để các em gặp nhiều câu khó nha. Nhớ chia sẻ rộng rãi cái kênh này ha. Ủa, còn bài số 3 nữa mà, quên. À, còn bài số 3 nữa. Tam giác đều có đường trung bình bằng ứng với cạnh MN bằng 5. Vậy MN sẽ bằng 10. Mà ba cạnh là thành 30. Tam giác đều ba cạnh bằng nhau. Cái này M sẽ bằng 6 thôi. Chụp đầu, chụp đuôi. Kiểm tra ở giữa. Rồi, cái này sẽ thành x trừ y tất cả bình. Tức là 2,35 trừ 0,35. Tất cả bình là 2 bình thành 4. Câu số 4. Câu số 4.
Hàng tử đầu tiên là a mũ 3 là 8x mũ 3. Hàng tử thứ nhì là trừ 3 nhân a bình b. Hàng tử thứ nhì chính là cái ta đang tìm ở đây. Đây là 2 bình là 4 nè. 4, 9, 3, 6, trừ 3, 6. Trừ 3, 6, bình đi bình. Vậy hệ số của nó là trừ 3, 6. Cho tam giác AC cái vẽ hình này. AM là trung tuyến, Y là trung điểm, BY cắt AC ở K, AC bằng 9, và AK sẽ bằng 3. Ở nít trước thì có giải rồi nha. Kiểm trở lại clip cái nít trước á. Cái nít này nít thứ hai thì giảng có mấy cái nít bài khó vô đó coi cũng được, vô kênh của thầy ấy, xuống cái phần Vlibit lớp 8 nó nằm hết một một loạt trong đó, các em tự tìm á. Cái này lười bấm máy luôn cũng được. Hiệu bình phương hai số tự nhiên liên tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp là x cộng 1 với lại x đi. Hiệu bình phương là lấy bình phương trừ nhau. Kết quả là bằng 17. Rồi giải phương trình giải cái bài toán tìm x này. Kênh phá ra là giải thôi. Phá hàng mãn thức ra là giải mà. X bình cộng 2x cộng 1 trừ x bình. Vậy là 2x cộng 1 sẽ bằng 17. Vậy 2x sẽ bằng 16 và x bằng 8. Thử lại. 9 bình trừ 8 bình. Đúng 17 luôn. Vậy x bằng 8. Câu số 8. X trừ y bằng 5, suy ra x trừ y tất cả bình thì bằng 25. Suy ra x bình cộng y bình trừ 2xy bằng 25. Từ đây các em suy ra là xy trừ 2 đây ạ. Sẽ bằng 25 trừ cho tổng của x bình cộng y bình, mà tổng x bình cộng y bình là bằng 15. Vậy là bằng 10. Trừ 2 nhân x y bằng 10, vậy x y sẽ bằng 10 chia trừ 2 tức là bằng âm 5. X y bằng âm 5 nha. Rồi x mũ 3 trừ y mũ 3 thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng x trừ y nhân bình phương thiếu của tổng. Vậy nó sẽ bằng gì? X trừ y là bằng 5 nhân x bình cộng y bình cộng x y. X bình cộng y bình là bằng 15 để cho rồi. XY thì mới tìm đây nè, là thành âm 5. Cái kết quả là 15 cộng âm 5 là 10, 10 nhân là 50. Đây là 50 nhé.
và 9 a bằng 4x bình thầy cho d dưới 4x trích 1 ra từ 11 là còn 10. Rồi 4x bình, 4x bình cộng 4x cộng 1 nó thành hàng đẳng thức 2x cộng 1 tất cả bình cộng cho 10. Một cái bình thì bét nhất bằng 0, ngoài ra lớn 0, vậy cộng 10 thì bét nhất bằng 10, giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 10. Còn bài dưới thay vô tính thôi. F3 tức là gì? Là 5 x 3 cộng 1. G7 là gì? Là 7 trừ 3 x 7 thôi. Âm 224. Rồi, ta đọc bài kìa. Cũng có câu nào khó hết. Rồi, ta hoàn thành bài thi với số điểm tối đa. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này rộng rãi nha. Rồi, tạm biệt các em.